Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 bản đủ số sàn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 5 vạn km thôi các bạn ạ. Màu đỏ đun rất là đẹp các bạn nha. Chiếc xe này còn rất là mới đây các bạn này. 2018 tính ra là 5 năm sử dụng nhưng mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi. Bản này phiên bản 1.2 bản đủ, xe đã được trang bị màn hình, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Và màu đỏ đun thì rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, rất là đẹp, rất là mới, đầy đủ option rồi. Đấy, rất là đẹp luôn này. Từ khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này, bấm tay cả bên phụ đây các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày. Đấy, rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. 2018 quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2018 này, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 số sàn này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cá nhân chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 đấy ạ. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Đẹp nguyên bản từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe đấy ạ. Tất cả còn rất là mới này. Từ vô lăng, cần số đều rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị nội thất da rồi. Toàn bộ những cái phần nỉ trần còn nguyên bản này. Nỉ trần còn nguyên bản và còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất da được kết hợp giữa hai màu đen và đỏ, rất là hợp với cái màu đỏ bên ngoài, bên ngoại thất của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, phiên bản này phiên bản số sàn, chân côn, chân phanh, chân ga đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những ốc bản lề, cánh cửa, keo chỉ các thứ là còn nguyên, còn zin hết quý bạn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, tất cả các con ốc còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này cho đến keo chỉ cốp sau, cabo các thứ đều nguyên zin. Và cái phần nội thất sau này thì chủ xe cũng ngồi rất là ít cho nên là còn rất đẹp, rất là mới đây các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da phía sau còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên là còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần nội thất bên trong. Đấy, và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất này. 1.2, động cơ 1.2 chỉ 4,63 lít cho 100 km quãng đường trường. Và trong phố thì 7,27 lít chứ nếu như tính trung bình chỉ 5,6 lít cho 100 km quãng đường thôi các bạn ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Chỉ ăn hơn con SH có một chút thôi. Đấy, và phiên bản đủ thì đã được trang bị camera lùi. Và toàn bộ chữ này, logo này, nẹp chrome này đều rất là mới các bạn ạ. Toàn bộ cụm đèn hậu này còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Cảm biến lùi đầy đủ hết rồi, phiên bản đủ này cho nên là xe được trang bị đầy đủ option rồi. Toàn bộ những cái ốc cốp sau này, keo chỉ của cốp sau này còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn nguyên bản hết và còn rất đẹp luôn các bạn này. Quý vị và các bạn đi mua xe thì xem kỹ cho tôi cái phần cốp sau cũng như là cái phần đầu. Để vì xe có bị đâm đụng hay là chủ yếu ở cái đằng đầu và đằng cốp sau là nhiều quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe 2018 này.
Lobster cua cũng còn rất mới đây quý bạn này. Lobster cua này kích đồ nghề còn đầy đủ luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đầy đủ luôn quý vị và các bạn nhé. Tất cả những chiếc xe đang bán tại cửa hàng chúng tôi, không riêng gì chiếc xe Hyundai Grand i10 này, chúng tôi đều cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước quý bạn nhé. Chúng tôi không làm xe lỗi. Những chiếc xe tai nạn, những chiếc xe ngập nước chúng tôi gọi chung đó là xe lỗi, cho nên là chúng tôi không làm xe lỗi, tại vì chúng tôi bán hàng chủ yếu ở trên mạng là chính, cho nên là làm xe phải uy tín. Đấy, rất là đẹp luôn. Cánh cửa này, cánh cửa phía trước cũng được bấm tay để mở cửa này. Xe đã được trang bị khóa thông minh, start top và bấm tay để mở cửa này. Toàn bộ keo chỉ cánh cửa này là cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa này đều nguyên bản hết và còn rất là đẹp quý bạn ạ. Không những nó còn nguyên bản mà nó còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô nội thất ghế da, đấy, ốc bản lề cánh cửa này đều nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu quý vị và các bạn nhé. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ những cái vô lăng các bạn xem đây ạ. Vô lăng nguyên bản còn rất là mới này. Đầu DVD, màn hình này, camera lùi cũng đều được tích hợp ở trên đây ạ. Đấy, rất là đẹp và còn nguyên bản hết luôn vậy nhá. Toàn bộ cần số cũng còn nguyên bản này. Tay phanh còn nguyên bản này, chưa có bị xước sát gì nhiều. Chạy nhiều hay chạy ít chúng ta phải xem cả về cái vô lăng cần số tay phanh này các bạn nhá. Đấy, toàn bộ về táp lô, chủ xe cũng đã bọc táp lô này, phủ táp lô này, cho nên là rất là mới. Nói chung là một chiếc xe 2018, 5 năm sử dụng nhưng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về ngoại thất và nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít. Và trước tiên thì tôi vẫn cho quý bạn xem về cái ốc cabo đã. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết. Đấy, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, từ ốc cabo, ốc tai này, đấy, ốc giảm xóc này, toàn bộ ốc động cơ này, ốc chân động cơ này, đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, và cái động cơ này là động cơ 1.2 lít các bạn nhé, mà lại rất tiết kiệm nhiên liệu đấy các bạn ạ. Đấy, ốc chân máy các thứ còn nguyên, động cơ còn nguyên và còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.